Hello, chào bạn. Mời các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Dương Nơ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi mà đó là mới xuất hiện trên Garena và là Close Beta 18/8. Hôm nay mình mới chơi được. Mình giúp bận quá không có chơi được. Để bắt đầu bắt là đọc thử nha. Tại Enso game nhập vai võ thuật kỳ hạ Hàn Quốc. Thấy nhìn thấy cho nên dưới biển nó vô chơi hơn cái gì đó. Rồi. Và ta đây là mặc dù dưới biển là vô chơi thôi. Ok, cứ chơi. Hiện tại cái game này mình chưa chơi trước một xíu luôn. Giờ còn phải check in tùm lum tùm la. Ôi, check nhanh thế. Ok. Chờ nó phải lát gì đấy. Ồ, lâu thế nhờ. Ồ, cái gì vậy? Ồ, cái gì đấy? Blade and Soul. Ôi rồng lùm la đèo vãi ngỡ cứt. Hai con rồng Blade and Soul là cái gì? À, kiếm và linh hồn. Kiếm và linh hồn là cái gì? Rồng này, ồ, rồng này lạ ta. Rồng này nó lại đi qua đây. Ồ, hai con rồng này có một con gì? Ồ, nhìn tụi con hai NCSoft Copyright, NCSoft Corporation, bla bla bla. Đã một phút mấy vẫn chưa vô game mà sao ta? Game có vẻ lát lâu. Kiểu liên minh điện thoại. Ôi lát tiếp rồi, lát rồi. Ồ, game lát lâu phết nhờ. Gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Này, bạn như bạn thấy là những cái kênh có những cái mà chuyên nhắn tao lâu này là hoàn toàn là giả nhá. Đối với những người mình mới chơi Garena hay là mới dùng Garena thì tất cả này đều lạ. Giả hết đấy, khách hết đấy. Tin nhắn là tào lao lắm nè. Nhưng mà tôi chọn đây, hãy link như này. Đấy, rồi hả. Đấy, rồi chờ xíu. Đấy, thấy không? Nhận vào lờ chưa đều nhận. Đấy là sai nhá. Fake á. À, gì này. Đấy, là fake hết đấy. Rồi, hằng này đây. Hằng này là hằng mà tức đến nỗi mà mày chửi lên cái thằng, chửi lên cái thằng mà nó vô ạch của nó luôn. Đây mà mình chả biết nó là ai rồi. Đây, rồi thêm cái cảnh báo vậy này. Để tôi gọi là chỉ nói cho lúc chờ game lát thôi. Game lát lâu lắm. Đây, các bạn thấy là đây là cũng là fake luôn. Fake. Cảnh báo hoàn toàn là fake nha. Khi nào mà Garena gửi, chính xác là Garena mà gửi những cái bị khó đấy thì nó sẽ thông báo. Tàn bị dính trưởng mà khổ. Hỏi thấy không? Này cũng là phát khắp luôn. Đa số hoàn toàn bị dính đấy. Đây phòng chăm sóc gai nè. Đấy không? Dùng cây thuê elo, dùng mod skin làm gì có. Anh ta là không có nha. Game lát lâu phết nữa. Giờ tôi sẽ trở lại khi mà game lát xong. Đó là bắt đầu vào game rồi. Nãy là tôi lên đây tôi đọc những cái thông tin thôi. Thông tin về Red and Soul thôi. Không có gì cả. Đúng rồi, ok. Rồi ta dắt này nhá. Let's and so.
Ôi, game lát thế nhở. Rồi. Mình sẽ đọc bước nhanh nhé, không có không chú ý lắm. Game thật sự rất là lag luôn. Không, giờ em sẽ chỉnh lại cái mức độ ở dưới ấy xíu. Này mình chưa chưa tới thôi, chưa tới mình chưa. Kéo xuống khó lắm bạn ơi, là lag lắm. Thì giờ tôi sẽ chỉnh mức cống hình FPS xuống thấp hơn, chỉnh thấp, cái thấp nhất là sẽ mù luôn. Ý gì? Ví dụ như change color scheme. Thôi cứ change đi, change của nó không change lại, không sao. Xíu cho xíu. Rồi. Để thôi, rồi thôi. Rồi hợp tiếp. Và vẫn là vẫn còn lát đấy, không có. Bảo mật, rồi ra lên chọn việc bảo mật thông tin và về các quyền của bạn. Vì là gì, nếu hai người sử dụng, nếu các chất bạn sử dụng, nếu hẹn truy cập tìm hiểu logo là sản trí tuệ khác mình ra và đặt ý với hết sử dụng này về sử dụng như thế này mình tự chơi gì chơi là lá thẳng lá lá rồi lúc đây nè giờ là bạn mình nhắn không gì cả. Ok, nhưng người đang chơi gì tôi cũng chả biết luôn. Ok, thì bạn cá những thông tin khác đi dần dần diện là 3.2 đến nay bằng mình sau chúng ta những hòn hoa sản phẩm không có hòn hoa sản phần mềm 3.3 phần mềm xử lý đường nguyên đường ra trả hiệu 3.4 và 3.5 từ hình nhỏ các vụ như ra bằng chủ đề ở đây gỡ bỏ cái đó lúc nào qua được không? Add or remove nhưng mà nếu chúng ta dùng cái play dùng những cái NPC này không phải từ những cái NPC này chúng ta có cách gỡ nhanh hơn, không cần phải vô cái add or remove program nữa. Nó là hỏi tôi chỉ bây giờ tôi làm một video cách tải NPC nha. Đây này lát âm thanh cũng rất là lát theo luôn. Chúng ta sẽ cố gắng lướt qua gần như gần tốt để mua một game. Bên sở hữu bên người sở hữu bản quyền thương hiệu ôi ấy nhiều điều khoản như dụ nhỉ, hạn chế bản quyền phép mua bán mượn thuê cho thôi phân phối thì tự cơ kiểu mới phần mềm người được tình bán tài khoản bảo mật người sử dụng năm của người là mình cần duyệt nhiều. Ok. Trời ơi, có hỏi phí thanh toán. Cái này là khi mà nạp sò hay là gì mới làm chứ đâu còn mới không biết nó còn là gì. Nhiều được hẳn quá. Lại trừ trách nhiệm. Mình chẳng không dựa đảm bảo. Thật sự, game rất là lát luôn. Vậy tiếng là to nên quá đọc xong rồi chúng ta sẽ gửi game rút nhanh nào được mà sử dụng cái này giống như chúng như kiểu mình mặc cáo nhưng mà chơi game mà chơi game thử thôi game mà đóng quay sau ra quay thôi chứ những game mình không được dùng nhạc, cũng dùng những nhạc mà người bản quyền các bạn sẽ bị đóng bản quyền 6 tháng mà không được up trên 15 phút thì là mệt lắm. Lập 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 l
khi nào xong thì sắp xong rồi ơi, cố lên đảm bảo cam đoan, yes, bồi thường, what the fuck. Này có nói không ạ? Em ăn. Ok. Nam là da đen mà nữ lại là da trắng mà phân biệt chủng tộc này. Không được rồi. Thế này là không được rồi. Để phá là sao ta? Tôi không nghĩ là cầm kiếm hơn rồi. Hôm nay làm gì vậy? Là một giống kiểu Lee Sin. Không phải Lee Sin. Ơ sắp bầu đây. Ninja quá. Ô này nhìn ngầu. Rồi khó 5 sao à. Chúng ta sẽ chọn vào những cái khác nha. Độ khó 5 sao rất là khó chơi. Màu sao này. Nó sao lại nữ nhỉ? Linh. Có nam không nhỉ? Sao lại mini này? Long rồi. Đó, đúng rồi, đẹp trai ngầu hoài luôn. Cái này là gì? Để nói gì là pháp sư. Giờ mình sẽ chơi một cái độ khó luôn cũng được. Mình sẽ chơi luôn nhân. Nhân muốn chọn em. Sát thủ, tôi thích sát thủ này. Chỉ đang chặn đòn. Cái này giống kiểu phiêu ra, đức phiêu phiêu ra. Chỉ đang chịu hồn. Siêu ngần hình kiến thần hồn bất ngờ bom khó rồi chỉ mình mình sát thủ. Hả? Thế cũng được. Rồi ok. Nè. Ôi lát này lát. Chờ xíu. Để tôi có đẩy cô kéo lên tôi coi xem có cái gì dưới em chứ tưởng mình phải có cái gì dưới. Đây. Kéo được rồi, maximum rồi. Là tu su nhỏ nhỏ cũng được không? Nhỏ được gì rồi. Và tu su nhỏ trên lại. Đã lát cho xíu. Ở dưới còn dư nhiều ấy nhỉ? Phải tu su nhỏ xíu. Chưa xíu. Khổ quá, game thì nói nãy gì mà mười mấy phút rồi chưa xong. Game khó, game mà game rất là. Đó. Tôi chỉ đoán đúng thôi. Thôi, này, bắn đạn ra. Chắc là trong đây phải có cái gì nhỉ? Thích lập. Nó dễ nè. Tôi chỉnh cái nhỏ xíu. Trời ơi, tỷ lệ ui nhiều quá nhờ. Đó, hình ảnh. Rồi, đây rồi. Chỉnh xuống xíu nhá. Ui, quá, xem không được đâu. Giọng nhá, để chỉnh. Ôi, đừng có đứng giọng bình thường thôi. Tất nhận đi. Ê khoan, cái này chỉnh này là nhỏ quá, người không thấy đường. Cho người lên chỉnh, coi chút xíu. Game cũng bớt lát rồi, nhưng mà chỉnh coi chút xíu mới thấy đường chứ.
không chuẩn bị đánh. Chỉnh to to xuống. À 1024 được 768 này. Áp dụng này. Phân giải chắc là đủ dùng gì. Đến đây nát trò xíu. Đói 1072. Nhân vật cấu hình tối thiểu nhưng cấu hình bụi quá không biết được. Ok. Áp dụng luôn. Chỉnh sang chế độ cấu hình tối thiểu. Chờ xíu nha. Đấy, bớt lát hơn nhiều luôn. Ngon luôn. Sát thủ cũng là bọn khách. Đi về nổ một vũ khí là giao gặp. Sát thủ có thể chỉ trời, nó nói gì mà nói gì. Mười hạng anh sử dụng bảy hơi khó nghe chứ, xíu rất ẩn thật. Để tiếp chủ đề UI. Ôi dồi dồi. Áp dụng đây. Rồi xác nhận. Ok. Ôi tôi kề mà không mất mất thứ theo à. Chờ xíu. Để tôi lát xíu xíu. Để tôi ấy lên lại nè. Sắc vũ là bậc thầy. Tốc độ với vũ khí đã nhập. Khó khăn, rất là khó khăn luôn. Tiếp theo. Ê sao lại ra ra. Ồ tỉnh lại chứ. Đèn là sao. Rồi ok. Tư thế này. Tư thế thường. Tư thế gì. Tư thế. What the fuck. Ê này tư thế BD à. Ok. Tư thế này nó nam nhân kế là miễn. Ồ có miễn kế à. Có nam nhân kế nhỉ. Đây. Đấy hay nghe. Hay dân này nào. Đấy. Trang phục vào, trang phục vào. Này giống. Này giống kiểu Sasuke. Nó lan trở về. Này giống này chạy biệt. Ô bọn anh mình ngầu vãi cả nồi. Ánh sáng này. À là cho tôi bỏ da đen không này. Ôi tôi không biết da đen nhá. À ánh sáng xem ánh sáng này. Ánh sáng sao nhìn nhau ngầu. Ánh sáng là sáng quá. Ngầu xíu. Ý nhìn ngầu này. Giọng nó cân nặng. Nó nhẹ. Vẫn buồn sao sao. Mình lạnh lùng vô hồn. Như giọng nói nhỉ. Anh hùng này. Có hết kiểu mà anh kiểu anh hùng. Ơ nghe thử mà không nghe thử mà nghe thử. Sao mình bấm nghe thử mình là bấm tào lao nhỉ. What the fuck. Giống kiểu xa ban nhỉ. Ôi nhìn đây là đã cài sẵn này. Thì tôi cài sẵn những cái bộ tóc mà nhìn ngầu ngầu xíu. Ôi có bị có cái kiểu tóc này giống Ken. Ken trong linh minh. Yes. Kể mặt. Ok. Dâu ria xíu nhìn cho nó hình kết tẩm. Nhật trái. Rồi ơi. Mà kiểu vậy tóc sao không hợp với mặt. Ôi thì hoàn toàn giống Ken luôn đấy. Thiệt. Màu da này. Sang người chứ nhỉ. Ủa này giống kiểu dạng cơm ơi. Này ra ra giống tôi này. Kệ mày hỏi rồi. Dạ con ăn. Dạ thôi con ăn. Con ra ăn để. Tôi nãy em mới. Này à.
mẹ tôi mới hỏi xíu không sao. Sao vậy? Kiểu tóc này nãy tôi để không? Rồi, rồi nó rắn này. Nó rắn này sao? Nó rắn bự. Oh my god, rồi. Ông này bự có nhìn kỳ vãi. Rắn này cao cao mà lùn quá. To to cao chân săn chắc nhỉ. Này lùn quá. Hả, cái này là ốm gì ốm nhé cái này. Ủa thấy nhiều nhiều rắn như nhau mà. Ui. Này là lùn quá. Ok, cái này nó đẹp rồi. Ok. À khuôn mặt gì này. Tôi không quan tâm có nhìn cái này lắm. Chăn điểm. What the fuck? Nam cũng còn chăn điểm à? Thôi thôi thôi, trang trí mặt này đủ rồi. Oh, handsome tùm lum tùm la. Wow, anh thích đấy, anh thích đấy, anh thích đấy. Cái này tóc trời. Này hoàn toàn không thấy luôn đấy. Xẹo. Xẹo nhìn ghê nhưng mà có điều là tóc nó xẹo. Tôi là xẹo này. Tôi là thích xẹo bên trái hơn. Đấy, xẹo này đã này. Đó, nhìn đẹp trai không? Chi tiết mặt nhá. À, nó sẽ biểu thị. Biểu thị không mặt. Cái này tôi khỏi chỉnh. Nó sẽ biểu chỉnh. Giờ tôi muốn chỉnh cho cái kích thước mà cái thước đầu to sao nhỉ? Ôi giời, ôi giời, bự á. What the fuck? Ok, trừ 8 thôi. Trừ động cổ rồi vậy. Cổ thân cao vai. Đồ phát có mông eo gì đây. Kéo được không? Được à? Con xương vạm vỡ này. Vạm vỡ quá nhìn được kỳ. Cao mà. Thôi được rồi. Ok. Chụp cho tôi được. Là xíu. Tiếp theo nhá. Nú xương bà là sao? Là sao? Không hiểu. Đồng chí nhiệt thiên nhiễm. Tôi vẫn đạp vào những cái tên mà tổng tên nhờ. Đi bên đi. Hả? Giờ tên tôi cũng viết hoa mà không. Sao ta? Chuyên đam sao ta à nhìn thấy năm sinh của tôi với lại tên cùng tôi thích chơi nhất là hoàn tất thôi xác nhận luôn không lấy gì đâu tôi không khỏi được tên rồi tên được này thay đổi ngoại hình nam nữ rồi này rồi tóc thì luôn từ lo thì luôn rồi mình sẽ bắt đầu chơi á chuyên đến 29295 cấp 1 lên kết nối. Xin lỗi bạn vì video này quá dài nhỉ. Tôi xin lỗi bạn nha. Này chuyên đến ngày hôm nay chỉ được muốn vì tôi phải thiết kế nhân vật rồi và game nó rất lâu. Xin lỗi bạn nhá. Game tôi sẽ quay hết tôi là quay 23 phút rồi mà nãy giờ nãy tôi cứ dừng mà tôi lỡ tắt luôn đấy. Đây nãy là 25 phút nữa bây giờ lên 24 ngày. Ồ ok không sao. Tôi sẽ quay trong 5 phút thôi hoặc là 10 phút đấy. Tôi sẽ vẫn nói cho bạn về nội dung. Đây là kiểu not responding. Rất là khó. Chờ xíu nhé, cái sự việc này nằm ngoài yếu của tôi vì tôi đã phải đọc điều khiển dịch vụ nữa. Tôi nghĩ là sau mà những game mà cái điều khiển dịch vụ thì tôi sẽ bỏ qua hoặc là đọc lúc tôi nhớ mãi thôi mà tôi sẽ kéo xuống từ từ đọc tôi sẽ đọc xíu thôi, không có đọc nhiều thì tôi sẽ ok nói chung là thế nhưng mà nhấn Alt trong chế độ biển assassin con chó. Ok thì vừa đó tôi sẽ quay một cái game liên minh điện thoại á và hiện tại thì tôi chưa biết quay phần mềm liên minh điện thoại như nào rồi nó lên đó xin lỗi bạn nhá.
mất khoảng 2 phút rồi mà nó lát. Ôi, nó lát xong rồi nó kêu lót responding này. Lạ nhỉ. Lạ thế nhỉ. Chờ xíu nhá. Trời quá trầm đó chụp phút mỗi ngày. Rồi 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 rồi. Ồ, hình này giống kiểu Ari kết hợp với lại đầu tóc thì giống Echo Liên Minh. Thân người chậm như là Hagrid. Ô ô ô, chị nhanh đấy. Cô lên bạn đây, chị nhanh lên bạn đây. Sử dụng nóng dấu đi xuống cho bạn nhiệm vụ để hay dẫn nhiệm vụ để đồ. Một là ai quan tâm. Hay quan tâm khuyết lớn. Thì sao chạy? Cô lên bạn ơi, chạy nửa đường rồi, chạy tiếp đi. Đừng ngưng gần, ngừng ngừng là chết tôi, trời ơi. Tôi đang quay video đấy. Thằng cậu Vàn ơi, cậu Vàn là của Lão Hà. Ôi cậu ơi, mới kêu cậu Vàn chạy ghê nhở. Khi bất kể sư biết là thất hiểm. Có những người mà bị những cái nó dậy đó, nó sẽ bị cái Naplus này. Nó sẽ đầu tân cái Naplus xuống, kỳ lắm. Vậy ơi, các bạn phải bảo mật 3 bước nhá, để trọng để tránh trường hợp người ta nhập vô. Mình thì cũng một lần bị mình cũng bị người ta đăng nhập vô rồi, nhưng mà mình đã 3 bước rồi thì mà vì tôi sẽ bây giờ mình là không bị đăng nhập, bị ai đăng nhập luôn á. Nhớ bạn nhớ phải làm 3 bước. Ok, xin hỏi cũng trễ nha. Còn cái gì trời lát lắm á. Thiên đẩy ngồi trước. Đàn đê á. Đàn đê á. Đàn đê á, sao ý đơn đà. Nó tệ sẽ đúng đà. Hết cả chúng cho nên tất đà bù. Ý đơn đà, ổ sơ. Sô sô sô, nhí nhí nhí. Cũng nhiều vậy. Giờ là nãy giờ tôi không hiểu luôn. Hiện hoa là phải có phụ đề với dịch nên tôi mới hiểu. Và chắc phải tôi thật nghe. Ok, tôi ta là nhé. À chăn xíu. Xí xí. Ê hê hê, để tôi không hiểu gì hết. Những cái này, đây là cái nơi của Black and Soul này. Tôi sẽ để Black and Soul. Tôi tắt cái Sky vì Sky này tôi không dùng. Tôi tắt luôn cái Yahoo. Xin lỗi bạn nha, cái game này nó có chuyện, nó phải có chuyện chứ. Người bay game phải biết câu chuyện mà. Gì vậy? Thông báo là một chấn bốc này. À đây, đây anh chạy.
đang chạy rồi, đang chạy rồi. Hả? Bác hỏi tôi sẽ bừng tỉnh. Có nhập môn Open Beta. Mở bản nhất đến ngày 30 tháng 8. Là sao? Xem coi nó có nhận quà gì về những người chơi mới không. Hả? Hả? Sao lại không? Sao lại không này? Mới nhập mua. À là kiểu phải mua đồ, phải mua ấy à? Và sao lại hiện này? Nè, cái tên này nó xe à? Đâu? Đấy là cái gì? Mà, 처음엔 손에 익지 않아서 어색할 거야. 몇 번 해보면 금방 아니까? 왜 그래? 아, 어떻게 매일 아침마다 어서 이 교복은 탁자 위에 있잖아. 오늘따라 왜 그래 대체? 마우스를 움직이면 시선의 방향을 바꿀 수 있어. Alt키를 누른 상태에서 마우스를 나를 향해 가까이 다가와 F키를 누르면 나와 대화할 수 있어. 그 kiểu 게임 좀 kiểu 회색 뭐? 와 살아 있냐? WASD 키로 이동, 마우스로 방향 전환, Alt 키로 커서 이용. 잊지 말라고. 야. WASD 키를 이용해 두복 상자에 가다가 F 키를 누르면 두복을 집을 수 있어. 잠깐만요. 에, 슬랩 내려줘. 하나같이 게을러 터져서는. 막내야, 내가 했던 말이 기억나지 않으면 J키를 이용해 퀘스트 창을 열어서 확인해라. 이제 잠꾸러기 네 사형들을 깨우러 가자. 사형들 방은 여기서 왼쪽이야.
kêu gì? À, tìm bên ngoài nhà trò à. Để xem bên này thôi. Đó, ngoài nhà trò, nó mới tìm bên rửa xong. What the fuck? Chạy qua bờ nào. Mà không thấy gì luôn gì chứ. Đâu nó đâu? Nó à, ở đâu? Nhà trò ở đây. Đâu nó đâu rồi, rồi. Bạn ơi, bạn này hồ mày, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, rồi. Tôi review bạn mà tôi chả thấy bạn ở đâu, tôi đi theo bạn nữa. ABC. Hôm nay tất cả mọi người đều dậy rồi. Đi sư phụ nào? Bạn ơi, bạn ơi, you ơi, bạn ơi, where are you? Where the fuck are you? Đã một phút rồi. Ôi, ơi, lại nào? Ôi, vậy, 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 vậy. Ồ, sao mình lại bớt rồi? Bớt ra tận đây luôn. Hả? Lại à? Chạy ra kiểu kia mà, đánh vào thành. Thôi tôi xin rồi, tôi xin về những chỗ này. Xuống bắn đây. Zio lâu rồi. Sao là mình là bị lạ và cái bản này rồi. À là mình lại với lại với nhà trọ hay là lại với gì đấy nhỉ? Hay yêu đi về nhà trọ xíu. Trời ơi, tôi chưa nhận được chuyện. Rồi, một lại nãy giờ không chịu đi theo Zio. Ê, Zio không được. Rồi á, anh ấy mà trọ đi đấy, đi nãy giờ đi đâu nhỉ? Và cả cái nồi, sự nãy giờ không thấy luôn đấy. 기록 사용에 친 데는 방에서 왼쪽이야. 가서 기록 사용을 깨우고 오렴. Of course. Fuck you. What the fuck? What the fuck? 내 컴퓨터. 저를 축하해. 납기에. 오, 준하야. Để từ môn Hazun. Nó mới kêu, nó mới nó cho một người dạy kêu hay thôi. Có vẻ là tôi nên dừng ở đây nhỉ. Giờ quá trễ. Rồi, hát game này. Ok, hát trò chơi nhé. Tôi bắt đầu nghỉ. Game này tôi quay là quay ngoài những quay ngoài dự kiến luôn. Ok. Mà thích video nhớ là để lại like và subscribe nhé. Giờ tôi sẽ nghỉ nhé. Để chờ đến lưu mình điện thoại. Bye.